Tại Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao số tiền 91 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung Tây Nguyên để khắc phục hậu quả mưa lũ. Chia sẻ về những thiệt hại nặng nề do thiên tai mưa lũ sạt lở đất gây ra, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, với tinh thần Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước, thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ 12 tỉnh miền Trung Tây Nguyên khắc phục thiệt hại với tổng số tiền 91 tỷ đồng đây là tình cảm của đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô dành cho nhân dân các tỉnh miền trung tây nguyên bí thư thành ủy hà nội mong rằng bà con vùng lũ sẽ vượt qua khó khăn đón tết nguyên đán vui vẻ đầm ấm